Alo mình là bà. Chị nói đồ lý phòng thì xin class card thì bị ở trẻ này chú đại bà đấy. Ok, chị nói đi cho vay nè mà nên đi chị nói khi đoàn này là lý thì xì đấy. Dì chị kỳ ta đi nè bà nó. Bây giờ chả rồi chị nói lo lo dạy chị nói đi mà gọi phiền nhé bà. Ngày đám mê chị nói dạy hạ tỏ mà chú lưu chị nói đi nè. Chị nói start tên nhé bà nó. Ok. Ở đây chúng ta biểu mẹ trong nhà và bà lấy số chúng ta Linux mà chúng ta RAM level số này trong này chúng ta biểu trên này ở RAM level số là bà lấy số này chúng ta biết hai cái comment sai về bọn nó Linux essential comment số sai về sai ở cái auto mà sai mẹ nào mà bà lấy ok RAM level số là bà lấy số lúc xin chúng ta OS đặc khu Blue Bones and Unit Blue Mode Unit đem lấy số là RAM level lúc khó đấy Blue Mode rồi OS của Blue Mode thì người ta lúc giả lấy lúc chúng ta nên nó mì gì à xí ok đa số lúc xin cho nó Windows đông bút đấy đủ để số lúc xin cho nó tỷ ấy bây giờ mưu xí lên rồi cho nó Windows đông này nè u mà cho nó bao giờ chơi phim này đa rồi mì giàu tiền biết đâu rồi dùng computer sẽ đóng trả rồi nó biết đâu là cái khả cho lúc xin rồi chú Windows này số lúc xin hồi nhỏ Windows 7 này phải số lúc xin cho nó save mode này tạm là tạm mà lúc xin recovery mode này tạm là normal user mode này đẹp là bọn nó normal mode này đẹp là bọn start window normally này đẹp là bọn em biết chưa nào ai được mình mode thì xí rồi start save mode này đẹp vừa được rồi này tì vào đấy save mode này đẹp là xuất hiện cho nó ba cái phiên này xuất hiện window save mode này đẹp là xuất hiện nào cái này bây giờ run này là service để công bị thả bị vào đấy được service để công nó stop phiên đấy bọn nó stop phiên bây giờ tôi tự giao thế với admin xuống tự giao thế với quản lý đó ai mode của tôi nuôi dài ok ở Linux mà lại ở lưu nhiều mode thì xí là xuống xí đấy ở đâu bà lưu khỏi là cho nó là RAM level lưu khỏi là Linux mà cho nó ok đa số RAM level cho bà lấy cho nó xin nào bị thêm mà ok ở đâu RAM level phần nằm nhiều xí là xuống ở đâu mà cho nó là chào con nằm nhiều bọn nó Linux 0 này bây giờ cho nó Linux 6 thì xuống cho nó con nằm nhiều xí là bọn nó ok ở Linux 0 rồi thì bác RAM level rồi còn lại là ở đâu bà lấy cho nó comment mà and terminal mà yaya mấy comment bọn nó init 0 yaya bạp phim này init 1 yaya bạp phim này init 2 yaya bạp phim này bọn nó ok đá lý cho nó xin xin mấy init 0 số bà là head system bọn nó rồi cùng đào cho nó lưu Linux OS cụ shutdown cha lại đào bọn nó cùng đào shutdown cha lại system cụ lông shutdown cha lại comment mà init 0 số bà là nè mấy là head lưu khó rồi bọn nó ok rồi à tụi ta mình nè mà hát lưu lại đàn ờ sorry in is you lưu lại đàn nè cùng đá sẽ đóng trả tỏa mẹ ok in is quán ngạc bà lê in is quán ngạc cho nó sinh ra dù ra mâu lưu khó lại sinh ra dù ra mâu dọa cả system administrator đeo cả lưu hình chai nè đủ mà tổng lưu mê giáo window mà sử dụng cho nó lưu safe mâu nè là thật hành đủ 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 bạp hình nè cho system tụi mấy đến là nó phụ trợ tổ nè đảm ơn tụi bạp hình nè cho nè vô nè bắt đầy capability tụi mê giáo bộ nó ok một biểu hiện là cho nó Windows mà xuống nó save mode luôn như bọn nó của service thì cũng hiện như thế để giao thêm về Windows luôn vậy. Ừ mà cho nó chỉ mà user có control trong này cho nó tính nghe đấy. Ở ai mà user thì em nhái cho nó được cái này thì tôi nó dạy Linux cả. Mà cô qua lại đi Linux của Windows này mới sửa lại Windows này mới. Ở đó cái lúc đó root account này bây giờ anh ấy hoàn rồi dạy lại cả này. Ai user thì cũng nó log out phía bây giờ root account để giao thêm về thì system Windows luôn vậy rồi. Ai chỉ mà system mình nên lâu xa xa lâu mấy video mà cho nó lúc Enix level của biến trình bị lại đó là nhiều khai mà tông này bọn nó ok đá số Enix 1 lúc dài lúc xin xin nghe user mode theo giao toàn mấy bọn Enix 2 là cho nó tựa mà đi user mode hả mấy tựa nếu anh em bắt đá đá sắp bố mà lâu tìu ok ở đó cho nó là Enix 2 lúc dài lại đá này mà đi user mode theo giao mấy ở bên nhà mà tỏa lấy số lúc xin cho nó lúc cũng là đáy mỏ ra rút con mà mình đi nè lâu xa xa lâu mấy video cho nó trái chú dài đi testing lâu đẹp khả đi mà trái user này nè quên bí đồ xin tụi mình nên lâu khả đi testing lâu system bắt đầu testing này lâu lưu dạ hay bỏ nó ok đá dấu xin in 2 gà mà đi user mode in 1 gà single user mode user giao thêm về quân lưu dạ đấy in 2 gà cho đó mà đi user mode user đi nhái quân lưu dạ đấy tụi đó nè quân này bắt đầu đấy hà đi ưu sắp bùm lâu tìu bỏ nó ok in 3 in 3 gà cho đó cho nó là full mà đi user mode lưu khỏi đấy phụ mà đi user mode rồi các bạn lấy rồi mà đi user mode luôn nhà này bây giờ nếu anh em bắt đầu lại supporting ở công việc này à rồi xin ba cho nó được đi đến OS trên bây giờ này ba qua này lấy rồi ba mà một quả đó GUI mới mới nhà đó cho nó comment line này ở công nhà này thì anh em biết rằng cho nó Linux của mini mà trên bây giờ nó được hiện
minimum tiền đóng được nhiều quá nó rồi mình lên hết của minimum tiền đóng là từ sáu tháng tiền tôi có mang lại nên tại đấy chúng ta có thì sáu tháng chúng bây chúng ta nên vào ngày mới mình đóng được dài thế đấy ạ service thì cũng luôn đi vào để đóng được dài rồi anh ấy từ giờ chờ anh được bông này mình lỡ lỡ thế rồi mà đi chúng ta trên chủ đạo bảo qua qua lại suy nghĩ thì qua anh ấy chủ á nếu mà bắt đầu đại yếu sắp bùng lên cũng anh ấy từ giờ chờ đó service thì cũng luôn sắp bùng lên thế tôi cho nó là nét graphic cái text mode luôn này khó này GUI nó mà bảo thì mẹ cho GUI trên hai cái solution đó anh ấy từ giờ là solution cái text mode phía sau này solution là mini mẹ trên hai cái đường phía sau này của nó ok bây giờ nó là cái sản phẩm mẹ anh ấy for đó khu chỉnh thì anh use mà tông điều của nó khu chỉnh thì khu khu mà lúa lúa là sắp lâu khu đã lúa đại solution anh ấy for tông mà bỏ khu chỉnh mà anh ấy for mình chỉ điều nó có anh ấy five cái đó graphic cái mode luôn coi này tôi chỉ vay tiền hai tuổi solution ta desktop option số anh ấy five của dòng này đấy mẹ cho nó Windows normal Windows start Windows normally nên đặt lại phần này mới bọn nó à solution là GUI này là ba mươi ok nó quay sang thứ gì là cùng ba mươi bọn nó à solution là N5 được gọi là N6 cái chả rồi cho nó reboot chả là rồi ta mình mà N6 lưu lại là lưu xin restart chả đó mày sao cả bây qua mày lưu xin đúng là được biến bốn là mày bọn nó ok ta xong N N level cả N0 là này bây giờ N6 thì alarm con này lưu xin đấy alarm con này cho biến cho anh N0 cả cùng nào shutdown chả là Linux của shutdown chả là N1 là single user mode root con là lấy cái này từ cái nguồn mía u N2 này N3 là multi user mode và qua lấy rồi N2 là networking support mode u N3 là chả là công nó support mode đấy multi user mode trên từ từ N4 là mà tông đi u N5 là GUI trên hai này từ cái tông nó dài đấy minimum tông hai minimum installation load hai vì N5 từ cái tông nó mía u và lâu rồi N5 là từ GUI mode của tòa là rồi à tụi GUI mode tông này tụi họ chờ là đi anh ấy để cùng nó tông nó dài anh ấy for về luôn nó anh ấy for anh use pin nào rồi anh ấy zero tông nó dài one tông three tông four three tông bây giờ five tông six tông cùng nó tông nó dài bọn nó à GUI trên này trên hai tụi họ thấy tông nó dài họ minimum trên hai tụi họ chờ là đi anh ấy four này five cái lên trên này hai tông nó dài anh ấy zero anh ấy one two three bây giờ xin anh ấy six tông nó dài bọn nó ok ra solution nhé anh ấy six cái reboot chả cái đó thì là tôi lâu chào cho nó rồi đó cho nó thì mà sang và cổ chi và tiền hai của nó sang và sức bỏ ok thì in the level thì nó bắt đầu bị lý là trên số điện nó quên mà thao bài thằng này phải cho phải chi đấy ai phải ngả cho nó cho nó thì ru ao cả ít thì ao cả ít thì ao của tôi lại mấy ai ao mà cho nó ru cả ls pygraph này int thì ví dụ như này, cái init tab rồi file này, cái file gì đấy, bọn nó define đi bộ, rồi ít gì ao mà gì là define á, rồi define đi theo nguyên chỉ mà cho nó rồi, rồi file này nguyên chỉ lại đó mấy, init init tab bọn nó init tab bộ, rồi cái cái biết trong lúc mà tôi lựa chọn nó, khi nào thì ít gì ao cũng là bên này, ta khai lại tab video rồi như này, file này ru ao cả, ít gì ao cả, init tab init tab, rồi anh ta khai lại အဲ့ဒါလို့ရှိရင်ကျွန်တော် terminal အပြည့်ချပြမယ်။ init နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကို to comment sign ခံပြီးတော့ရေးပြထားတယ်။ init 0ကနေပြီးတော့6အထိရှိပါတယ်ဆိုပြီးပြထားတယ်။အဲ့မှာမှာ init 1က sorry init 0က head system init 1က single user mode init 2က multi user mode init 3က full multi user mode ဟုတ်နော် init 4ကတော့ unused init 5က x11 ဆိုတာအဲ့ GUI mode ကိုပြောတာပါ။ GUI mode init 6က reboot အဲ့တော့ default အခု set တက်နေတဲ့အချိန်မှာ bare init ကိုသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့အောက်ဆုံးကတချောင်းကိုကြည့်လိုက်ပါ id ဆိုပြီး5လို့ရေးထားတယ်ဒါဆို GUI တုံးတဲ့သူတွေအကုန်လုံးက init 5ဆိုရအကောင်တုံးတာလို့သူကရှိပဲထားပါတော့ init 5ကိုတုံးတယ် init 5ဆိုတာ GUI mode ကိုပြောတာတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က set တက်တဲ့အချိန်မှာ minimal ပဲတက်စီခြင်းနဲ့ command line နဲ့တက်စီခြင်းနဲ့တင်ထားတာတော့ installation လုပ်ထားတာတော့ GUI ပဲဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းဒီမှာဥပမာတခြားသူတွေတုံးလို့အဆင်မပြေအောင်ဥပမာကိုတယောက်တည်းပဲအဆင်ပြေပြေနဲ့တုံးအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ init 3ရေးပါချိန်ထားခြင်းချိန်ထားလို့ရတယ်အဲဆိုလို့ရှိရင် set ဖွင့်လိုက်တိုင်းမှာ minimal နဲ့အရင်တက်မယ် full multi user mode minimal ပုံစံကြီးနဲ့အရင်တက်မယ်အဲ့ဒီအမှကျွန်တော်တို့က minimal နဲ့ဝင်ပြီဆိုရင် init 5လို့ရိုက်ချလိုက်ရင် GUI mode ကိုပြန်ချိန်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ common user တယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ GUI ကိုတိုင်းမတွေ့ရဘဲနဲ့ init 3ကိုတိုင်းတွေ့ရတာဆိုတော့တောင်းတောင်းဆိုဘာမှဟို Linux ကိုသိပြီးမကြွန့်ကျင်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့သိမသိဘူးပေါ့နော်โอเคဒါကနောက်ွယ်မှာထောက်ပံ့ထားတဲ့ file ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့အပေါ်ဟာတွေရှိမှာ hash sign လေးတွေခံထားတယ်အဲ့ဒါ comment sign လို့ခေါ်တယ်ဒီ hash sign ရဲ့အနောက်ကဒီစာတွေကအလုံးမလုံးဘူးဒါတွေအကုန်လုံးကဖြတ်ပစ်လဲဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးတကယ်အဓိကကဟာဒီအောက်ဆုံးက
có mà thầy mà khả năng là đi trong nhà gì chỉ đạo nó ok nó cho tao mà xí đủ ASCII còn là chữ này cho chàng thoại lại biết ok ta rồi nhé nhưng nó cho nó init one lo dài cả mày init zero dài sẽ đóng cho tao mà một lúc cho nó nhảy đầu init one rồi này bắt phải bị lấy rồi slash run này service để công nó stop cho mày ví dụ như root account về cái channel đủ đấy mày nó mày nhảy đầu hiểu biết nó ok ta tụi nó sẽ cứ cho nó root account này gì vậy anh tông tông này nó đang root account này cho nó gì vậy anh tông này cho nó lấy gì quên nào là root nó ok chỉ vậy nó mà lại anh còn nhìn nha ta mới anh ấy quan luôn dài này xin cái gì ta chain qua đi mày rồi anh đã call lại đi anh mà phát hiện tao bị là service date cho service date không stop lâu đi rồi nó anh stopping so bây giờ tao cứ biết khu biết khu tụi ba stop lâu tao mày bây giờ này anh thì lúc hiện tại bây giờ nó rồi bỏ đâu mà gì tao bảo này xin cái gì ta mâu cụ cho bây giờ rồi thì mà qua rửa sai mình bị tao mổ lỗ cho nó ba mà phát hiện phụ bảo nó rồi gọi mình bị tao ở đuôi phía tai bảo ok đã rồi đã anh ấy mà anh ấy mà cho nó luôn ls call chỉnh call chỉ luôn giải comment thì giải chỉnh lại tao tôi gửi anh ngay bây giờ phát hiện tao bị là số nó xin cái gì ta mâu theo giao tao bị rồi anh ấy du rồi bây giờ này mày rồi anh ấy du rồi giải lại rồi phát hiện tao này số chu service lead chu service lead step biến phiền lại ví dụ như bạn bây giờ login bạn muốn khai này bọn nó làm mấy và mất user mode ra vào vì mất user mode ra vào là phải thế cho root con mà không phải là cha con này là quên luôn rồi đấy cho nó root này phải quên lại rồi mấy tối đầu phát hiện thì bây giờ nó vẫn bắt đầu đấy à đi mà giờ thì khu chơi mà nó vẫn chơi mà file này to cha nó vẫn bắt đầu đấy file system này lâu lâu mà xử lý chứ lâu lâu thì không nó đã có in này two ok à rồi in này three rồi giải này mà in này three rồi nó đi công này này mà làm cái phát hiện là bây giờ số nó vẫn bắt đầu đấy service đi nó quên mà RAM đi in it three bạn này là đang đủ rồi số minimum này minimum installation lâu thằng này cho nó lên installation lâu thằng biểu vừa này minimum này installation lâu thằng này đủ đấy đúng không ok in it three cho service đi xóa tiền nhà số nên đi trả lại này cái nào xong này ok PV ok đã rồi đã in it three rồi giao tao này bọn nó ok đã rồi xin cho nó in it four cả mà tôi muốn rồi in it five của ta chỉ ở đó in it five rồi cho nó bây giờ tao mới số GUI mode X11 giao toàn mấy bọn nó ok N5 lưu dạy lại vì à rồi lưu xin GUI này cũng không xuất đến vì em mà nhà nào sao bị bỏ lại vì bọn nó ok đã xuyên N5 cũng phải nhau lại vì rồi thì mà cho nó rồi á dù ra nên nhảy mấy thì password chạy vì đó mấy mấy đã xuyên cho nó N5 theo phải nhau lại vì à rồi N6 này N0 này cả N0 là shut down trả đấy N6 cả reboot trả đấy bọn nó ok đã xuyên N6 này terminal open lại mà init init 6 số đó anh đã call lại à rồi cho nó lúc đi sao chứ à shut down cho nó mấy video xin đúng rồi biến video biến quên làm mấy rồi đã review trả lại init 6 cả nên đi trả này nè rồi sang gì mà nó nên đi trả này nè thì nhà đi mà shut down trả lại rồi restart biến đặt lại rồi đó chỉ cần phiền rồi cho sắp đặt nên đi trả này bạn nó UI này phải sửa tiền là rồi một lúc ok sắp bị vào biến quên làm đi đó rồi nên đã initial chạy lại đó, sau đó sẽ đóng chặt video, chặn đàn lại bọn nó đã restart chạy đủ để khó vậy. OK, đó rồi init zero cho nó đóng xong được không nhỉ? Mấy init zero đó hết system, công năng của sẽ đóng chặt chạy lại để bọn nó bọn nó, giờ cho nó biến nó cả mà cho nó init zero init zero đó xong tiền này, bọn nó đưa system công năng shutting down phía toàn là stop, sau khi công năng này stop phía toàn là phía đó cho, để cái sau vài gì phải mà cho nó thì cơ bản một tutorial đi mà dạy tiếng của nó ok n zero rồi chúng nó dạy lại đi anh đã khó lại đa số đối diện cho nó sẽ đó trả vào mình không biết nó ok đa số đối diện piano tem là đầu tua n zero à à rồi alo nên cho biết biểu mẹ xuống n zero cả sẽ đóng trả đấy n one cả xin cái user mode giao thẻ root giao thẻ về nhà mẹ
Anh ấy tụi mà đi làm mẫu rủ biển cháu con này là già mẹ tôi đó nào qua kinh sắp bùng lâu tiểu nào qua kinh sắp thì sắp bùng lâu tiểu của nó anh em phải soạn nào qua phải system nó khó vậy ok nó và anh ấy tụi nhà mà đi làm mẫu tụi phụ mà đi làm mẫu luôn là khó đấy bạn luôn là số à công nó service à công nó đông luôn nhà này biết đâu đó graphic mà bảo thì chắc gì gì vậy anh ấy for anh use bả mà đông đi u anh ấy five cao đó graphic cái mẫu của tiền đó này cầm ở đâu này rồi cô ạ minimum thì nào bị NFI đó sai luôn mình hiểu không? Sao thế này cô ạ minimum thì nào rồi tôi chỉ cho anh biết tại package thì apa mà không hiểu. Rồi minimum thì mà tôi bị NFI luôn chứ anh, tất là mà không hiểu. Rồi chỉ cho anh cái giá này NFI luôn chứ anh, chỉ cho anh cái ông ta này không? NSS cái đó vì bù trả này mà tàu này, à tôi cho nó mà đấy, bị vào không? Ok, đa số sẽ đóng trả vào không? Ok, đa số lúc nào anh hết level rồi cho nó biết đó là ba. Đại gia, chỉ chỉ tất cả đi chơi cho nó lúc lúc anh cho nó mẫu điều chế biến đâu không? Nào bay system mang của tòa rồi, sao bay của sao tòa này đủ để tòa cả chỗ này mà mẫu điều chế biến rồi, tòa là người gì đấy? Ai tòa trong cho nó theo hết tiền bị đâu á? Rồi, ok. Đa số nó cho nó lúc comment thì cũng mà bị vậy, cho nó lúc lên hết này bắt đầu để comment thì cho nó mình cho nó tình cái bị phải tình cái bị lấy rồi. Chúng nó basic lên nên bắt đầu basic comment đi tên này, pilu xin chúng nó lo system setting app lâu đời comment đi tên này đấy, pilu xin inform system information đi checking lâu đời comment đi tên này đấy, user and group management comment đi tên này đấy, user and group pilu management lâu âm này, tại đây chúng nó đi xác nhận này, rồi khác chúng nó package managing tool đi tên nó biểu ra đấy, software đi tên nó biểu ra, software đi share ra, xác nhận mình mà nó, rồi đào cụ đi như chúng nó tên vào là rank level rồi hạt tên vào này mà nó ok, ở chỗ đó cái most dangerous comments là cái đó cho nó mất tiền mua đá, bút đá này này cho nó thay bị đá đó, rồi đá cái đó Linux mà mới dạy tên này comment này bọn nó anh ấy xem nhà này bọn, đá đi dạy này anh ấy nhà này, rồi sáng ngày nó sáng chỉ lưu ra này bây giờ mẹ, ô, cái chỗ comment này ô vas chả đó này này, cái chỗ comment này thay ra đi đá đi bây giờ đó này này, nó thay ra gì gì đi đá đi bây giờ sao đó này này bọn, rồi sáng ngày này số lượng nó bà chú bảo mà lên cái tên video xin comment khu xin đi chạy nó đi a minus a số cho nó xem mà biểu cái vụ này mấy cái tên tuần nào mà root bài bổ sung đi rồi a minus a số root số này ai root ra này thì cái khu lồng ngủ rồi mua lốp vậy đó à rồi root ở cả home nó pin nó à công nó bảo mà bọn nó ở đây là cho nó mà biểu là bảo thì ai trong một cái gì trên này số lượng nó thì lên mà tao bị phải lưu ra bài đấy ở đó là cho nó cốt mà lại mà bảo với hút đá cho nó thay vì thay ok ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ recording ကိုတစ်ဖြတ်ဖြတ်နိုင်မယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်